Dù bạn làm ở bất kể lĩnh vực nào đều cần phải hiểu một cách chi tiết và tường tận về tất cả những cái gì mà mình đã dịch. Tuy nhiên, khi mà mình chưa có kinh nghiệm về IT, chưa từng làm dự án thực tế bao giờ, thì cái file các bạn cần nắm nó nằm ở đâu thì video này sẽ dành cho bạn. Cái công thức này nó được áp dụng cho tất cả các cái loại văn bản chứ không chỉ đơn thuần là IT. Chào mừng bạn đã quay trở lại với Hồng Lê Thị. Ngày hôm nay mình sẽ cùng đến với một chủ đề đã rất là quen thuộc ở trên kênh của mình rồi, đó là tiếng Nhật chuyên ngành IT Computer. Có một cái câu hỏi mà rất là nhiều bạn đặt ra cho mình, đó là làm thế nào để dịch tiếng Nhật chuyên ngành IT trong khi mà mình chưa có kinh nghiệm gì cái cả. Thì với cái câu hỏi này, thì dù bạn chưa có kinh nghiệm IT hay là bạn có kinh nghiệm IT rồi, bạn đã từng làm trong dự án thực tế hay chưa, hay là bạn đã từng làm rồi, thì mình nghĩ là cái video này đều cần thiết cho bạn. Bởi vì rằng là cái mà mình muốn chia sẻ ở đây ấy, đó là cái cách mà mình vẫn luôn luôn thực hiện khi mà dịch tiếng Nhật IT Computer, từ khi mà cái thời điểm bắt đầu cho đến tận bây giờ, làm sao để biến cái công việc của mình nó trở thành một cái gọi là công thức đi. Thì cái file mà mình sử dụng từ đầu cho đến giờ ấy, đó chính là cái ngữ pháp tiếng Nhật mà mình vẫn có. Mình đã được học tiếng Nhật một cách bài bản về mặt cấu trúc ngữ pháp ở trên ghế nhà trường, và bất kể một cái tài liệu nào thì đều sử dụng một cái đó là ngữ pháp để mà kết nối các cái ý, rồi các cái câu, rồi các cái từ vựng với nhau. Nên là cái ngữ pháp tiếng Nhật vẫn luôn là một cái chân ái để giúp cho mình có thể dịch từ tiếng Nhật sang tiếng Việt một cách gọi là suôn sẻ nhất và tự nhiên nhất. Thì trong cái video ngày hôm nay, mình sẽ chia sẻ cho các bạn một số các cái mô típ, một số các cái công thức mà mình đã đúc rút được trong cái quá trình mà dịch thuật của mình. Thì cái quy tắc đầu tiên mà mình muốn chia sẻ đó là mình sẽ phải luôn luôn dịch theo loại câu. Trong tiếng Nhật mình có 3 loại câu, đó là câu danh từ, câu động từ và câu tính từ. Để mà phân biệt 3 loại câu này, chúng ta cùng nhìn vào cuối câu để biết xem là cái phần kết thúc câu là danh từ, là động từ hay là tính từ, thì nó chính là câu danh từ, câu động từ hay là câu tính từ. Cụ thể hơn để nói về cái việc là dịch theo loại câu thì mình sẽ đến với cái ví dụ đầu tiên ở cái loại là câu danh từ. Câu danh từ và câu tính từ thì mình chia nó làm cùng một loại. Cái cấu trúc cơ bản của nó đó là A B để sự, và mình sẽ dịch là A là B hoặc B là A. Tất nhiên trong thực tế thì cái B này này nó không chỉ đơn thuần là một cái danh từ đơn lẻ, mà nó sẽ là một cái mệnh đề danh từ nào đấy hoặc là một cái cụm nào đấy để mà thể hiện cái ý một cách chi tiết và cụ thể. Thì khi mà mình dịch thì mình cứ nhìn theo cái bộ khung này thôi, và mình sẽ dịch theo cái kiểu là A là B hoặc B là A. Thì mình sẽ cùng phân tích cái ví dụ đầu tiên ở đây. Ở trong cái ví dụ đầu tiên này thì các bạn sẽ thấy là trong một câu thì việc đầu tiên là mình phải xác định được chủ ngữ và vị ngữ. Thì cái chủ ngữ của mình ở đây đó là nô oá, còn cái vị ngữ của mình ở đây đó là kanke database. Thì kanke database ở đây nó là một danh từ. Vậy câu này là câu danh từ A là B hoặc B là A. Có một cái keyword nữa mà mình muốn chia sẻ với các bạn, đó là cái từ nô oá ở đây nó là mệnh đề danh từ hóa của cái chủ ngữ. Thì thường cái nô này mình dịch là gì ấy, thì nó sẽ phụ thuộc vào cái danh từ ở phía đằng sau. Có là đằng sau nó là danh từ nào thì cái nô này nó chính là cái danh từ đó. Tiếp đến là cái nô uchi. Nô uchi ở đây nó là một cái trạng ngữ ở bên ngoài để bổ sung thêm ý nghĩa, và nó được ngắt bởi cái dấu phẩy rất là rõ ràng ở đây rồi, nên là mình sẽ dịch nó ở cái dạng là trạng ngữ ở bên ngoài để bổ sung thêm thông tin. Thì mình sẽ dịch luôn cái dấu phẩy ở ngay cái đoạn đầu, đó là trong số 3 cái loại cơ sở dữ liệu hay là trong số 3 loại database. Thì là database sự là một cái cụm từ về IT, mình sẽ để nguyên ở dạng katakana chuyển sang tiếng Anh, đó là database, và viết tắt được gọi là DB, tiếng Việt thì viết tắt đó là cơ sở dữ liệu. Khi mà mình chuyển ngữ từ tiếng Nhật sang tiếng Việt với cái các cái từ các cái hyogen mà sử dụng katakana thì mình cứ để nguyên như vậy. Và thường trong IT các cái từ vựng về thuật ngữ chuyên ngành thì người ta sử dụng cái dạng katakana là rất là nhiều. Thì công thức của mình đó là để nguyên katakana sang tiếng Anh thì nó sẽ vô cùng là dễ hiểu. Tiếp đến là cái phần chính là cái câu danh từ ở phía đằng sau đây, thì mình sẽ dịch A là B. Thì để cho thuận miệng ở trong cái câu này, mình sẽ dịch B là A, hay còn gọi là cơ sở dữ liệu là cái loại mà được sử dụng rộng rãi nhất
trong số 3 cái loại cơ sở dữ liệu hay là trong số 3 cái loại database đó. Thì khi mà phân tích câu theo cái kiểu như vậy thì là mình sẽ ngay lập tức là có thể đặt bút xuống, hoặc là mình ngay lập tức có thể đánh máy ra được một cái câu rất là hoàn chỉnh như thế này, là trong 3 loại database thì cơ sở dữ liệu quan hệ là loại được sử dụng một cách rộng rãi nhất. Tiếp đến mình sẽ đến với cái ví dụ số 2. Thì ở trong cái ví dụ số 2 này thì cái mệnh đề danh từ nó không đến từ chủ ngữ nữa, mà nó đến từ cái phần vị ngữ hay là cái phần danh từ phía sau. Chủ ngữ thì nó là SQL ở trong câu này rồi, và kết thúc câu đó là gen goddess. Vậy mình sẽ biết ngay đây là A, là B. Nhưng mà cái B này như thế nào thì nó được bổ nghĩa bởi cái phần trắng trắng ở phía đằng trước này này. Và cái phần trắng trắng này nó chính là kết hợp với gen go để tạo thành một mệnh đề danh từ. Vậy mình sẽ dịch luôn đó là SQL là cái loại ngôn ngữ mà có thể sử dụng chung, đúng không? Kyoto State Chikaeru là có thể sử dụng chung cho bất kể một cái loại app nào hoặc là một cái loại model nào mà có cơ sở dữ liệu quan hệ. Thì cái từ có cơ sở dữ liệu quan hệ đấy thì mình chuyển ngữ cho nó tự nhiên hơn, tại vì là mình biết cụ thể database nó là cái gì rồi, thì là mình có thể sử dụng cái cách hành văn nào đấy cho nó phù hợp và tự nhiên trong tiếng Việt. Thì mình có dịch ở đây đó là gì? Sử dụng ở bất kể cái model hay cái app nào mà có sử dụng cơ sở dữ liệu quan hệ. Thì cái cách phân tích câu của mình ở đây nó vẫn là một cái cách điển hình, đó là với cái dạng là câu danh từ A là B hoặc B là A. Với cái loại câu thứ hai, đó là câu động từ. Với cái loại câu động từ thì các bạn thấy kết thúc câu nó là một động từ. Và khi mà mình đọc một cái câu trong tiếng Nhật thì mình luôn luôn phải xác định được chủ ngữ. Và khi mà chuyển từ câu tiếng Nhật sang tiếng Việt thì luôn luôn phải có chủ ngữ. Cái này mình sẽ được nhắc lại trong cái đoạn sau của cái video này. Tuy nhiên khi mà mình dịch một cái câu mà chủ ngữ nó bị lược bỏ đi thì mình nhớ là phải cho thêm chủ ngữ vào trong tiếng Việt, thì cái câu của mình nó mới được xuôi và nó mới được rõ nghĩa. Thì với cái câu này mình sẽ dịch ra sao? Với cái câu động từ thì mình cứ dịch là chủ ngữ cộng động từ cộng bổ ngữ. Ví dụ như câu này là nó lại tiếp tục kết thúc câu là ni shite ikitai desu, là động từ rồi. Bây giờ cái động từ là shitai thì mình biết chắc đó là động từ, thì mình biết chắc là chủ ngữ nó sẽ là tôi rồi. Tại vì cái động từ shitai này nó chỉ được chia cho cái ngôi là mình thôi. Còn nếu mà dùng cho ngôi thứ ba hoặc là dùng cho cái người thứ ba thì là mình sẽ phải chia ở cái dạng khác là shitagaru, đúng không? Thì ở đây mình sẽ để là tôi nhá. Tôi muốn cái gì thì muốn làm suru mà, đúng không? Làm cái gì thì là làm rõ, me kaku ni suru là làm rõ cái ố này này, làm rõ cái nguyên nhân ở một cái mức độ nào đấy liên quan tới cái việc là chậm trễ cái việc code tính năng coupon. Đấy, thì khi mà mình nhìn vào một cái câu như thế này thì mình sẽ nhìn vào các cái dấu phẩy này, sau đó là mình nhìn vào cái kiểu câu này, cái loại câu này, rồi các cái mệnh đề danh từ hoặc là các cái bổ ngữ mà nó xuất hiện trong câu, và dịch theo đúng cái cấu trúc, theo đúng cái cách hành văn ở trong tiếng Nhật như vậy là mình sẽ ra được thôi. Cái bí quyết thứ hai mà mình muốn chia sẻ ở đây đó chính là luôn luôn thêm chủ ngữ. Cái này mình cũng đã nói một chút qua cái ví dụ ở trên rồi. Tuy nhiên với cái đoạn văn này, cái câu của mình thì chỉ có 2 câu thôi, nhưng mà mình sẽ dịch như thế nào và cái việc luôn luôn thêm chủ ngữ nó sẽ được phân tích ra sao. Với cái phần này các bạn sẽ thấy chủ ngữ của mình nó bắt gặp ngay từ cái câu đầu, đó là Nihon Microsoft Toa, và kết thúc câu mình thấy ở đây là Happyosta, thì áp dụng cái công thức mà mình vừa nói lúc nãy, câu này là câu động từ. Tiếp đến mình sẽ thấy là công ty Microsoft Nhật Bản đã thông báo cái gì, thì thông báo cái ở bên trong này này. Cái ở bên trong này là cái phần trắng trắng ở đây. Cái phần trắng trắng thì nó lại được kết thúc bởi là o sechi suru. Vậy cái câu trắng trắng ở bên trong này cũng tiếp tục là một câu động từ, và mình lại tiếp tục dịch từ động từ dịch lại. Bây giờ này, thêm một cái ý nữa. Nếu như mà mình chỉ dịch đó là gì? Microsoft công bố rằng thiết lập, đúng không? Hoặc là lắp đặt cái gì? Lắp đặt cái ố này này, lắp đặt cái cổng tư vấn hỗ trợ bảo mật làm việc từ xa dành cho các cái doanh nghiệp mà đã triển khai cái việc làm việc từ xa với
giống như là một cái chính sách để đối phó với lại cái tình trạng COVID. Thì cái ngày mùng 9, vào ngày mùng 9 thì nếu như mà mình dịch như vậy thì nó cũng đã sát nghĩa rồi nhá. Tuy nhiên mình có một cái tip nữa cho các bạn, đó là mình sẽ cho thêm cái chủ ngữ vào trong cái phần trắng trắng này nữa. Thì khi mà mình nhìn thấy cái cấu trúc câu tổng thể là Nihon Microsoft tổ hóa và Happyo là thông báo rằng là như vậy đúng không? Thì lại có thêm một cái trạng ngữ chỉ thời gian này, sau lại có thêm một cái đoạn ở phía đằng sau này, thì là mình vẫn hiểu được rằng là cái công ty Microsoft Office người ta đã công bố rằng là như thế đúng không? Thì mình sẽ cho thêm cái từ họ ở đây, nó chính là cái chủ ngữ để mà có thể làm cho cái câu của mình nó được sáng hơn. Thì là mình sẽ dịch là Microsoft Nhật Bản đã thông báo vào ngày mùng 9 rằng họ sẽ lắp đặt cổng tư vấn hỗ trợ bảo mật làm việc từ xa dành cho những doanh nghiệp đã bắt đầu triển khai telework, giống như là một chính sách đối phó với cái tình trạng mới của COVID. Thì thực ra cái từ tình trạng mới này mình đang viết sai nhá. Ở đây nó chỉ là cái chủng corona loại mới thôi. Đấy, thì là các bạn để ý cái đấy giúp mình. Với cái câu số 2 này, thì bây giờ với cái câu số 2 mình thấy cái câu của mình rất là dài. Thì việc đầu tiên khi mà nhìn một câu dài đó là chúng ta phải nhìn vào dấu phẩy. Điều tiên quyết đó là phải nhìn vào dấu phẩy. Khi mà nhìn vào cái dấu phẩy, mình sẽ có thể ngắt được ý của câu một cách rất là rành mạch. Thì nhìn vào cái dấu phẩy ở đây, các bạn thấy ngay là dạng kết lửng. Nhìn thấy cái dạng kết lửng ở đây, mình có thể có quyền tắt ngay được cái phần kết lửng này là một câu đơn. Sau đó là mình sẽ dịch tiếp cái câu đơn còn lại và thêm cái chữ và nó cùng nó về một chủ đề. Vậy cái chủ đề mà người ta đang nói đến trong cái câu số 2 này là gì? Chủ ngữ ở đâu? Thì các bạn thấy nó không có gá, mà nó cũng chẳng có hóa, thì nó không có chủ ngữ đúng không? Vậy quy tắc của mình là gì? Các câu gần nhau chủ ngữ giống nhau. Nên mặc dù trong tiếng Nhật không có chủ ngữ, nhưng khi mà chuyển sang tiếng Việt các bạn vẫn phải cho thêm chủ ngữ vào. Và mình lại cho thêm cái từ họ ở đây. Và họ ở đây hay chính là Microsoft Nhật Bản ấy. Mình không muốn lặp đi lặp lại cái từ Microsoft Nhật Bản này quá nhiều, nên là mình đổi nó thành họ, để mà mình có thể chuyển ý của câu sao cho nó gọn gàng và tự nhiên. Thì là mình sẽ dịch là họ đúng không? Thì nhìn vào cái dấu phẩy đầu tiên là có cái từ TKOC ở đây là động từ rồi. Thì là mình dịch luôn cái câu đơn đầu tiên của cái phần kết lửng này ở dạng câu động từ. Vậy mình sẽ dịch từ động từ dịch lại. Họ làm sao? Cung cấp. Cung cấp cái gì? Thì là cung cấp cái giấy phép này này, cái giấy phép E1 đấy, đúng không? Dành cho các cái doanh nghiệp mà có thể sử dụng cái ố này này, mà có thể sử dụng cái Office 365, hay còn gọi là sử dụng cái phần mềm chuyên dụng đấy ở trên web-based trong vòng 6 tháng, đúng không? Thì là mình sẽ dịch được một cái câu đơn đấy nhá. Tiếp đến và, đúng không? Và họ sẽ làm sao hỗ trợ, đúng không? CNSD, họ sẽ hỗ trợ cái ố này này, hỗ trợ cái việc cài đặt, cái việc lắp đặt, hoặc là cái việc sử dụng cái Office 365 đấy thông qua quầy tư vấn. Thì khi mà dịch sang tiếng Việt, các bạn nhớ cho thêm các cái chủ ngữ như vậy, thì cái câu của mình nó sẽ rất là mượt mà. Và cái công thức này nó được áp dụng cho tất cả các cái loại văn bản, chứ không chỉ đơn thuần là IT. Khi mà dịch cái cuốn sổ tay đọc dịch của mình cũng như vậy, mình cũng sẽ luôn luôn áp dụng cái cách phân tích như vậy, thêm chủ ngữ vào, làm sao để cho cái câu của mình nó được sáng nghĩa bằng cách là thêm chủ ngữ. Tiếp đến là cái tip số 3, đó là dịch theo cấu trúc ngữ pháp. Ở cái phần dịch theo cấu trúc ngữ pháp này thì các bạn sẽ thấy là trong tiếng Nhật nó sẽ có vô vàn các cái loại cấu trúc ngữ pháp khác nhau, từ N3, N2 cho đến N1. Thì nhiệm vụ của chúng mình sẽ phải có một cái lượng ngữ pháp phong phú để mà có thể dịch được câu rồi. Tuy nhiên thì trong cái phạm vi của cái video ngày hôm nay thì mình không thể nào chia sẻ được hết tất cả mọi các cái cấu trúc ngữ pháp, mà mình chỉ nói lên hai cái loại phân tích câu mà nó thuộc vào phần ngữ pháp rất là căn bản và các bạn bắt buộc phải nhớ để mà có thể tách ý và chuyển câu sao cho nó thật là nhuần nhuyễn. Thì đó chính là cái dạng kết lửng và dạng mệnh đề danh từ. Thì bây giờ mình sẽ đi đến cái ví dụ đầu tiên này này. Ở cái trong một cái câu tiếng Nhật, khi mà mình nhìn thấy cái dấu phẩy thì mình phải phân biệt được cái dấu phẩy đấy nó đang sử dụng cái cấu trúc ngữ pháp gì, đúng không? Thì cái hóa ở đây nó chính là cái chủ ngữ rồi nhá. Thì là Home Project tổ hóa là cái dự án này. Tiếp đến thấy Deari. Deari ở đây nó chính là dạng kết lửng xuất phát từ Deari và xuất phát từ Des. Và mình sẽ thấy rằng là câu này là câu danh từ, đúng không? A là B. Tại vì là
đến cái dạng kết luận này mình có quyền ngắt thành một câu đơn mà. Xong cái câu đơn này thì nó lại là câu danh từ nữa, nên là mình dịch A là B, đúng không? Cái dự án này là cái dự án mà phát triển theo cái mô hình Agile. Agile là một cái thuật toán về mô hình phát triển phần mềm. Bạn nào mà muốn biết rõ hơn thì là trong khóa học của mình cũng có các cái thông tin đề cập tới cái này, thì nếu mà bạn nào cần thì có thể inbox thêm nhé. Còn tạm thời nếu như mà các bạn chưa biết thì các bạn chỉ cần để nguyên cái từ Agile này sang tiếng Anh là ok rồi, là ai cũng sẽ hiểu rồi. Thì là mình sẽ dịch là dự án này phát triển theo cái mô hình Agile, và cái kế hoạch thì làm sao chỉnh sửa theo từng sprint. Sprint tổ ở đây nó cũng chính là một cái thuật ngữ ở trong cái mô hình phát triển phần mềm Agile thôi. Và mở ngoặc ở đây là kế hoạch không được fix sẵn. Thì cái câu đơn ở phía trước, cái kết luận thì là câu danh từ, còn cái câu ở phía sau thì là câu động từ. Đấy thì mình cứ dịch theo bình thường thôi. Dự án này là dự án thế nọ thế kia, và cái kế hoạch thì sửa theo cái từng sprint tổ. Tiếp đến là cái câu số 2. Với cái câu số 2 này thì nó dài hơn, thì mình lại tiếp tục nhìn vào các cái dấu phẩy. Mình muốn nhắc đi nhắc lại đó là cái dấu phẩy nó là một cái keyword mà các bạn không thể nào bỏ qua khi mà đọc. Cái dấu phẩy nó vừa giúp cho mình có thể hiểu được câu một cách nhanh gọn này, vừa giúp cho mình có thể ngắt được ý này một cách rất là mạch lạc và chuyển sang tiếng Việt một cách rất là trơn tru luôn. Và mình nhìn cái dấu phẩy đầu tiên, nó có cái cấu trúc ngữ pháp đó là new up, là để, đúng không? Để thay đổi những cái gì mà mình đã quyết định, để thay đổi những cái gì mà đã được quyết định. Thì làm sao? Thì yo ní để sao cho không bị quy trách nhiệm, không bị đổ lỗi đấy. Tiếp đến mình nhìn cái dấu phẩy thứ ba, mình sẽ thấy cái từ YOEC, nhìn thấy ngay dạng kết luận đấy rồi, mình ngắt nó là một câu đơn. Và mình dịch từ cái phần YOEC này ngược trở về trước thành một câu đơn, và câu này là câu động từ. Vậy mình sẽ dịch từ động từ dịch lại, đúng không? Là chúng ta sẽ chuẩn bị cái lý do gì? Cái lý do mà khách hàng có thể chấp nhận được để sao cho không bị quy trách nhiệm. Thì ở đây mình thấy cái mệnh đề danh từ nó xuất hiện trong cái đoạn này, đó là Krayan tổ gạ natoku đế kỳ lưỡi liều. Thì cái gá ở đây này, nó là cái chủ ngữ con ở trong cái mệnh đề danh từ bổ nghĩa cho cái liều này thôi. Thế nên khi mà mình đã xác định được cái khung lớn rồi, và mình dịch ngược lại theo câu động từ, theo câu danh từ, thì mình sẽ có thể xác định một cách rất là dễ dàng cái mệnh đề danh từ mà nó xuất hiện ở trong cái câu đó, đúng không? Thì là mình sẽ dịch là gì? Để thay đổi những cái gì mà đã quyết định thì chúng ta cần chuẩn bị sẵn cái lý do mà khách hàng có thể chấp nhận được để sao cho không bị quy trách nhiệm, đúng không? Và trao đổi trước, đúng không? Trao đổi trước với lại khách hàng. Thì đó là cái cách mà mình phân tích câu. Khi mà mình đã dịch và hiểu ý như vậy rồi thì mình có thể thay đổi thứ tự của câu, hoặc là thay đổi cái thứ tự trong cái câu tiếng Việt sao cho nó hợp lý. Thì ví dụ như trong cái câu này thì là mình có để là cái đoạn mà không bị quy trách nhiệm này xuống cuối cùng, chứ mình không dịch luôn ở cái phần YOEC ở phía đằng trước này nữa. Đấy thì cái đấy nó là cái việc mà sau khi mà mình đã phân tích xong rồi, mình đã dịch xong rồi, mình muốn cho cái câu của mình nó mượt mà, nó gọi là trơn tru, thì là mình thay đổi thứ tự sao cho nó hợp lý thôi. Vậy là trong cái video ngày hôm nay chúng ta đã được chia sẻ ba cái nội dung chính. Thứ nhất đó là dịch theo từng loại câu, thì có ba loại câu là câu danh từ, câu động từ và câu tính từ nha các bạn. Tiếp đến là chúng ta phải luôn luôn thêm chủ ngữ khi mà dịch từ tiếng Nhật sang tiếng Việt. Và thứ ba đó là chúng ta phải phân tích về mặt ngữ pháp. Thì ngữ pháp thì nó vô vàn, nhưng mà có hai cái mà các bạn cần phải để ý, đó là mệnh đề danh từ và kết luận. Thì đó là cái phần chia sẻ của mình ngày hôm nay. Rất là mong những cái nội dung này nó sẽ giúp ích cho các bạn trong cái quá trình mà dịch thuật của mình. Thì trước khi kết thúc video thì do YouTube có cái chính sách là ưu tiên các cái video mà nó có nhiều like cũng là nhiều comment. Nên nếu như mà bạn nào cảm thấy yêu thích những cái phần chia sẻ của mình như thế này thì có thể để lại cho mình một like hoặc là một comment để giúp cho mình có thể tiếp cận được đến nhiều người hơn, cũng như là giúp cho mình có thêm được động lực để chia sẻ nhiều những cái nội dung mới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Ja ne.